Hai du khách này có lẽ không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm một chuyến du lịch vất vả đến thế. Cả hai đã phải mất rất nhiều sức lực để đưa chiếc xe máy qua khỏi khu vực sạt lở trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngày 7 tháng 1 năm 2019, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, sau một tháng, đến nay vẫn còn 3 điểm sạt lở lớn chia cắt tuyến đường quốc phòng. Lần sạt lở này xuất hiện vào đợt mưa đầu tháng 12 năm 2018. Các tuyến đường nhựa thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải thành phố quản lý đã được dọn dẹp. Tuy nhiên, còn 17 km đường bê tông quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quản lý vẫn bị sạt lở 3 điểm không thể lưu thông với hàng chục mét khối đất đá. Theo Ban Quản lý Bán đảo, đơn vị đã hai lần kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự dọn dẹp, nhưng cả tháng qua, hiện trạng sạt lở vẫn như cũ. Vất vả vài chục phút, cuối cùng hai du khách đã vượt qua được điểm sạt lở trên tuyến đường. Nhưng đường về của họ chắc chắn sẽ thêm một lần gian nan nữa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.